Chương 1.1 Mở đầu Thủy Liên Y là ai? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngồi ở trước bàn làm việc, thở dài nhìn về phía màn ảnh máy vi tính một cái, lại một bạn học thời đại học gọi điện thoại nói cho nàng biết người ta sắp kết hôn, hôm nay không biết là lần thứ mấy nàng thở dài, đồng nghiệp bên cạnh ghé mắt nhìn nàng. Tiểu Y, thế nào? Một nam đồng nghiệp tốt bụng tới an ủi nàng, nói là an ủi nhưng thật ra đứng ở phía trên nạn mắt nhìn xuống cảnh sát trước ngực nạn, cảm giác được ánh mắt quái dị nhìn chăm chăm, Thủy Liên yên ngẩn đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt đắm đuối của nam đồng nghiệp. Không nhìn được cảm thấy ghê tởm, dùng cánh tay ngăn trở áo sơ mi coi như bảo thủ của mình. Không có sao. Cảm ơn quan tâm. Ta đến phòng rửa tay. Thủy Liên y đứng lên vọt vào phòng rửa tay nơi xa, nàng vừa rời đi, trong phòng làm việc bắt đầu nghị luận ầm ý cậy vào vẻ thùy mị của mình mà phóng điện loạn lên đồng nghiệp nữ a nói như thế miệng đầy vị chua đúng là vậy ánh mắt nam đồng chuyện trong công ty nhìn nạn đều không đúng cậy vào chỗ đó của mình là cúc dê mà khoe khoang đồng nghiệp nữ b cũng chăm chọc các ngươi có nghe nói hay không mấy ngày nữa lão tổng giám đốc sẽ về hưu công ty giao cho thiếu tổng giám đốc tiếp thủ Đồng nghiệp nữ xê nhiều chuyện, nghe nói thiếu tổng giám đốc là người đàn ông đẹp trai cực phẩm. Các ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Cực phẩm hơn cũng không tới phiên các ngươi. Đồng nghiệp nam a mới vừa dùng mắt cật nhã, hai tay ông ngực, cố ý đùa giỡn. Cắt. Đồng nghiệp nữ ABC cùng nhau đuổi hắn. Anh chỉ coi trọng tiểu mỹ nữ tiểu y mà thôi. Chờ ngày nào đó nó dụ dỗ thiếu tổng giám đốc cắm sừng cho ngươi những người này ý vào quản lý không có ở đây, lớn tiếng không e dè nghị luận ầm ý, Thủy Liên Y ở trong gian rửa tay hận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải là bởi vì hiện tại công việc khó tìm, nàng đã sớm xông ra, một chưởng một đánh bay hết họ, Thủy Liên Y rốt cuộc có đẹp hay không? Từ phản ứng của đồng nghiệp nàng để xem, phải là xinh đẹp, nàng hình dung mình là xinh đẹp như hoa, khuynh quốc khuynh thành. Gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ. Văn võ song toàn, phụ nữ không thua đấng mày râu, họ thủy tên Liên Y, cô gái trẻ độc thân, tuổi 24, vừa mới tốt nghiệp đại học một năm, làm một thư ký nho nhỏ trong công ty nước ngoài, từ nhỏ đầu óc đã bị nghi ngờ, bởi vì gương mặt mỹ lệ mị hoặc chúng sinh của nàng. Đầu năm nay có dính líu tới xinh đẹp đều bị xem như theo hoa trên mũ, hoặc là bình hoa bài biện, mọi người chỉ chú ý bề ngoài của nàng, chưa từng có người cảm giác thật ra thì thành tích học tập của nàng rất ưu tú, phương diện vận động của nàng rất nổi bật, loại kỳ thị đối với xinh đẹp này vẫn đuổi theo nàng lên đại học, không giảm xuống ngược lại càng diễn càng liệt. Ngay cả bằng tốt nghiệp của nàng, đều có người lên web trường miệt thị nàng dụ dỗ giáo sư để được thành tích, hôm nay nàng làm việc, lời đồn vẫn kèm theo nàng như vậy. Chưa từng có người chú ý tới biểu hiện làm việc của nàng, mỗi lần nàng có chút thành tích đều bị người miệt thị thành dụ dỗ cấp trên, người ta đi làm làm ra tiền ăn cơm, nàng đi làm làm ra tiền ăn nghẹn, thật vất vả trong đến tan ca, Thủy Liên y cầm túi rời đi. Không phải nàng không muốn cùng đi với đám đồng nghiệp kia, mà người ta đều chen nhau bỏ nàng, căn bản không cho nàng sắc mặt tốt, cha mẹ của Thủy Liên y ở thành phố khác, nàng tốt nghiệp đại học là ở lại đây. Cha mẹ lấy tiền cho nàng thanh toán tiền đặt cọc nhà nhỏ hơn 40 thước vuông nàng vay mua. Mỗi khi trở lại nhà không tính là lớn nhưng thuộc về mình, nàng sẽ cảm thấy một ngày phiền não cũng dần dần cách xa nàng, nàng thích taekwondo, có lúc tan việc nàng sẽ đi luyện tập. Ra một thân mồ hôi, về đến nhà ngâm nước nóng ở trong bồn tắm. Cuộc sống như thế nàng quả thật rất vui vẻ, một ngày kia, nàng nằm ở trong bồn tắm, nhắm mắt lại thể nghiệm cảm giác nước gần nhộn nhạo dưới người mình. Mơ mơ màng màng không biết từ lúc nào đã ngủ mất rồi. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.